Xin mình chào tất cả các anh em, các chú, các bác trên mọi miền tổ quốc. Hôm nay cửa hàng Tùng Nguyên Radio giới thiệu về mấy mẫu cây cần, lo cây, lo nằm, lo phun, lo gia đình. Các bác có nhu cầu quan tâm đến các sản phẩm thì hãy liên hệ cho em Tùng Nguyên Radio. Nhận hàng các bác được kiểm tra và thanh toán tiền đối với gửi bưu điện các bác nhé. Đây là mẫu phân tần BL4, đây là mẫu phân tần BL3. Các bác có thể ghép cái cặp tép neo 750 neo này để đánh sự kiện này. Cặp tép neo 750 BNC, cốc nhôm dây dẹt. Côn 75 các bác nhé. Thì em sẽ giới thiệu về loa full 30 thì mình gấp bộ F0E này. Loa cây một bát một chung một cấp đĩa mình ghép với bộ phân tần 3 loa này. Loa lằm mình ghép với bộ phân tần KTV 211 này. Loa lằm một bát 2 tép, một bát 4 tép. Thì em sẽ giới thiệu về thông số của phân tần. Ở đây là bộ phân tần BN4, chạy 3 con chở nhôm màu tím này, rất là nhiều tụ lọc với cả cuộn cản đồng, đường hy lên đường tép. Phân tần này lắp được cả phun đơn và phun đôi được, đường nâu hay đường bát. Đường nâu ở đây là có 4 lỗ là ra 2 con bát đấy nhé. Thì nếu mình lắp phun đơn thì lắp 1 cộng 1 trừ và ra đường tép, còn lắp đường phun đôi thì mình lắp thêm con bát nữa vào đây. Phân tần này thì bên sản xuất hướng dẫn và xử lý là lắp cả phun đôi và phun đơn. Đấy, phân tần BL4. Còn tiếp tục là bộ lắp phân tần BL3 thì là chuẩn phun đơn hơn. Thì đường bát, đường chét, đường input là vào. Chạy 2 chở nhôm màu tím, tụ lọc màu trắng. BL3 nhé, bộ này BL3. Thì dòng này đánh 2 bát 30, một tép kèn đại 750, 850. Hoặc là một bát. Còn bộ này thì đánh bát 30 tép kèn 750, hoặc là đánh bát 40, bát 50 tép kèn 750 BL3. Còn đây là bộ tép mạch phân tần F00EA, đường hy đường tép, đường bát, đường input, bóng cầu chì. Thì là bộ này full đơn 30, đánh các cái dòng tép full 44. Đấy, F0EA này chất âm bát nó rất là nặng. Còn tiếp tục đây là một bộ phân tần 3 loa, đường bát, đường mic, đường chép. Một bát một chung một tép đĩa thì mình lắp bộ này. Còn các bác lắp tép kèn thì em có bộ khác để phục vụ tất cả các bác. Còn đây là bộ phân tần KTV, lắp loa nằm một bát 2 tép và một bát 4 tép. In là vào, T1, T2 là tép, V kép là bát. Bảng mặt chip màu đỏ. Phân tần loa nằm này là phân tần xịn các bác nhé. Còn các bác bổ cái loa nằm của mình ra thì toàn là các cái phân tần mà nó có con tụ con trở thôi, gọi là chống cháy thôi. Còn độ hay thì không có. Còn con này thì tiếng tép của nó rất là hay. KTV1. Thì hôm nay em Tùng Nguyễn giới thiệu về các cái sản phẩm này. Các bác có nhu cầu mua hàng hãy liên hệ cho em. Nhận hàng các bác được kiểm tra thanh toán tiền. Và hôm nay em Tùng Nguyễn xin chào tạm biệt tất cả các bác nha.